Xin thưa với lại các thượng đế. Video trước mình giới thiệu với các thượng đế 12 cuộn băng cassette. Trong đó có 9 cuộn là nội dung chương trình là cải lương, băng này là băng gốc. Đấy. Thì vừa rồi có một đồng chí điện thoại hỏi mình là anh có cái đài Sony 1000S màu đỏ không? Thì cũng tranh thủ giới thiệu với lại đồng chí luôn, cũng giới thiệu với lại các thượng đế trên giải chữ S luôn. Đây là chiếc đài Sony đây là hai chiếc còn cái cục máy là cái này là khác đây cũng Sony 1000 s màu đỏ này Đấy. đây là hai chiếc đài Sony CFS 1000 s màu đỏ ở à, tại thời điểm này mình đang có 8 chiếc nhưng mà không lôi hết ra đây lôi hết ra đây lúc nó cất vào khổ lắm nha đây này đây này Đấy, anh nghe nét màu đỏ này Đấy. nghìn nét màu đỏ này trên kia nữa này à. Đấy, trên đây màu đỏ này đây 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 nữa này đấy không à đây nữa này đấy nhìn nét màu đỏ đấy nhá đấy thế còn ở trong cái đống này thì không thể lôi ra mà quay được thế nhưng mà đang có 8 chiếc đang có 8 chiếc thì không nhất thiết là phải lôi ra đây chỉ lôi ra đây hai chiếc nhà hai chiếc để quay để báo giá thôi thế còn chiếc nào nó cũng như chiếc nào cả ở cái hình thức là nó đài cũ lâu ngày rồi nhá thì nó thế này đấy, thế mình đương nhiên là phải bỏ công sức vào Ông Hoàng Trung Thông cũng bảo là bàn tay ta làm nên tất cả mà có sức người thì xoài đá cũng thành cơm nha ấy bỏ sức người vào đây thì đương nhiên là đài nó sẽ sạch đẹp và nó sẽ riêng rỉ lên đấy là điều chắc quan chắn nhá thì uh, chiếc đài này tình trạng hoạt động của nó bây giờ sau khi cho ăn điện cả tám chiếc luôn nhá sau khi cho ăn điện thì nó chỉ có sôi thì nó chỉ có sôi thôi băng cassette thì trần văn tịt là đương nhiên rồi thế nhưng mà hai cái loa khi mình mua đài là mình kiểm tra rồi hai cái loa đều còn sống hết đều nói hết cái mẫu Sony 1000S này radio của nó 10 con thì đến 9 con rưỡi là hỏng muốn nó nói thì phải làm lại riêng cái con 1000S này nhá riêng con 1000S này chuyên bị chuyên bị radio bằng sóng FM 10 con thì đến 9 con rưỡi là 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 là, là, là tịt Trần Văn tịt mà muốn nó kêu lên thì phải làm lại đấy thì người anh em bảo coi như thế là anh làm lên thì bao nhiêu mà anh không làm lên thì bao nhiêu Thì ở đây mình cũng báo luôn Thế cho nó dễ để các thượng đế thấy được Cái mức thóc là nó hợp với cái, 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 cái túi quần của mình Hay nó hợp với cái túi áo của mình Thì liên hệ đỡ Thứ nhất là đỡ thời gian Cái thứ hai là đỡ tốn thóc điện thoại Chứ không phải in in bill gì à, Mọi nhu cầu vui lòng liên hệ theo số máy này Nhá không không Đây số máy này là coi như thế là Đúng thế là mọi nhu cầu vui lòng liên hệ số máy này Thế nhưng số tiền là báo luôn chứ không phải điện thoại để hỏi xong là cái đài này bao nhiêu tiền nữa nha để coi như thế là đôi bên đỡ mất thời gian mà cũng đỡ mất tiền của của các thượng đế cứ để như thế này cả tám chiếc nhá đấy hình thức thì nó như này đấy cứ để như thế này này sau khi cho ăn điện nó chỉ có sôi thì nó chỉ có sôi thì có cái thì bắt được AM nhưng mà AM nó bắt thì cũng không nét đấy còn có FM thì 10 đang có 8 cái không có cái nào nói FM cả không có cái nào không có cái nào nói FM đây cái này cái uh, trông đẹp thế này cũng trần văn xôi tại vì cái, cái tông đời này nó thế cái tết tông Sony 1000S này nó thế chuyên bị kể cả 1010 nhá rồi là 1010 những cái tông đời Sony như vậy toàn bị trần văn tịt về um, radio FM nếu để như này sau khi cho ăn điện nó sôi lên hai loa còn tốt mình bán 880.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển thế còn khi mình mà làm cho nó ra radio băng sóng FM nó 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 nói lên đấy bằng cassette nó nói lên ấy, thì mình bán 1 triệu 580.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển đã phục đáp người anh em bây giờ dừng video ở đây thân ái chào tạm biệt xin chào